Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ 6 ngày 19 tháng 1 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không những xảy ra ở xã hội, còn xảy ra ở trong các thể chế chính trị, mà bây giờ còn xảy ra ở ngay thể chế tôn giáo, xảy ra ở ngay giáo triều Vatican. Thời kỳ mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thì có những quan điểm khác về vấn đề luân lý, về vấn đề mà đồng tính luyến ái, về vấn đề phá thai. Nhưng dưới giáo triều do Giáo Hoàng Francis thứ nhất lãnh đạo thì sự đó có khác biệt, thay đổi rất là nhiều. Quan điểm về đồng tính thì Giáo Hoàng Francis đệ nhất cùng với Bộ Luân lý và Tín điều của Giáo hội dưới sự điều hành của Đức Hồng Y Manuel Fernandez thì chúc lành cho cặp đồng tính luyến ái nhé. Chúc lành. Chúc lành thì Đức Hồng Y Fernandez có nói rằng là đây không phải là bí tích hôn nhân, không phải là một sacrament, không phải là một bí tích. Chỉ là một chút lành. Một chút lành thì có những cái điều kiện. Điều kiện đó là cặp đồng tính đó không có đi nhà thờ thường xuyên, không có tham dự gì đó với giáo xứ địa phương. Thì nhiều người nói, ủa, đã là chút lành mà không đi nhà thờ này, không tham dự trong giáo xứ thì có nghĩa là gì? Nên nó là một sự khó hiểu nhé. Khó hiểu lắm. Trước đó thì Đức Hồng Y Manuel Fernandez có viết về một quyển sách nói về vấn đề mở ngoặc đóng ngoặc là sự khoái thích, pleasure, khoái lạc về vấn đề mà xác thịt. Xác thịt đây tức là sự gì đó giữa người đàn ông với người đàn bà. Thì Hồng Y Fernandez đã viết về một quyển sách như thế. Và quyển sách này á, bị nhiều người, nhất là những vị giám mục và hồng y bảo thủ, họ cho rằng nó kỳ lắm, nó không hợp với gì đó truyền thống của giáo hội. Nhất là vị hồng y tiền nhiệm dưới thời của Đức Giáo Hoàng Benedict thứ 16, một hồng y người Đức tên là Gerhard Müller, thì ông cho rằng cái vị kế nhiệm của mình nói ba cái thứ tào lao thôi. Ba thứ tào lao. Nhưng ba thứ tào lao đó bây giờ nó là một vấn đề của giáo hội theo giáo triều Vatican dưới sự điều hành của Giáo Hoàng Francis đệ nhất. Theo BBC tiếng Anh á, cách đây một hôm, tức là ngày hôm qua, có nói là Giáo Hoàng Francis có nói là việc mà có xác thịt, tức là cái việc mà giữa người nam và người nữ á, nếu là ở trong khuôn khổ của hôn nhân á, thì đây là một sự khoái khẩu, khoái lạc, là một ân huệ do Thượng Đế ban cho con người. Tôi nhớ cách đây khá lâu, khi mà tôi còn là sinh viên đại học, học về triết, về thần, về luân lý, thì gì tùm lum hết. Thì tôi ở trong một nhà dòng, một nhà dòng theo quan điểm bảo thủ, rất bảo thủ. Tôi lại gặp một người là một linh mục dòng tên, dòng mà Đức Giáo Hoàng Francis thứ nhất này á, là cùng dòng á, dòng tiếng Anh họ gọi là Jesuit, là dòng tên Thánh Đức Giêsu. Thì linh mục đó có nói rằng là sắc dục, tình dục là một ân huệ của Thượng Đế, y như Đức Giáo Hoàng hôm nay nói thôi. Sắc dục hay là tình dục là một ân huệ của Thượng Đế, một phúc lành của Thượng Đế ban cho. Tôi có mang tư duy này về lại với linh mục linh hướng của tôi, là thầy của tôi. Tôi có nói là đi học thì thấy có một vị linh mục dòng tên nói như thế, nhưng mà rất băn khoăn vì nó không có giống như những gì mà tôi học từ trong nhà dòng, một nhà dòng bảo thủ. Cũng không giống như là những gì mà trong Kinh Thánh nói. Tôi nói ở đây, vị thầy của tôi là linh mục Phạm Minh Vận,
còn đang sống, ngài còn nhớ đó. Thì linh mục Phạm Minh Vận mắng tôi như tát nước. Kinh Thánh nói như thế rồi mà tại sao lại cứ nghe cái ông linh mục nào đó nói tùm lum tùm la. Tôi nói cái này là nghe giảng nghe như vậy, còn như thế nào không biết, tại vì nhà dòng mình là dòng bảo thủ. Còn những tư duy cấp tiến thì cũng xin trình bày lại để cho thấy rằng là có những tư duy như vậy. Cái gì đó của tình dục là một ân huệ. Mà nếu mà cắt nghĩa ra như vậy thì nguy khốn lắm nhé. Tại vì linh mục đó còn nói có nhiều người trả tiền để mong rằng có thể có cái sức lực đó. Thí dụ như mua Viagra. Để sao? Để cho nó có cái cương hứng mà. Mà còn không có nữa cơ mà. Thì linh mục đó nói rằng là chứ là đấy, thấy chưa? Nhiều người muốn có mà không được. Thế thì cái câu hỏi được đặt ra, nếu mà như thế là về vấn đề thủ dâm thì sao? Về vấn đề mà chị Năm phục vụ thì có được không? Rất là khó xử nha. Đây không phải là những vấn đề mà phải né tránh được, là vì đây là thực tế của xã hội, là luân lý. Thì linh mục dòng tên nói rằng là cứ hãy nhớ rằng đi, đó không phải là tội, mà đó là một ân phúc. Điều đó là điều mà đi ngược với những gì mà tôi học trước đây. Tôi mang về tôi thưa chuyện lại với linh mục Bartolomeo Phạm Minh Vận, nhà dòng của tôi á. Thì linh mục Bartolomeo Phạm Minh Vận là mắng tôi là đi ra ngoài học bây giờ là lạc đạo rồi. Đúng không? Lạc đạo. Khi ấy tôi cũng nói rằng là cho tôi tuân thủ theo tất cả những gì mà giáo hội và nhà dòng dạy dỗ. Còn tôi nghe những cái gì đó mới tôi mang về thì nó hơi chướng chút xíu. Tại vì Thánh Kinh Đức Giê-xu có dạy rồi, chỉ có một vợ, một chồng, đó là hôn nhân. Bí tích hôn nhân thì mới là chính đáng. Và hôn nhân chỉ được thành sau khi mà bí tích hôn nhân giữa người nam và người nữ, nghĩa là có cái sự giao cấu giữa nam và nữ. Vì hôn nhân mục tiêu là reproductive, tức là sanh con đẻ cái, là truyền giống. Đó là ý định của Thượng Đế. Tôi học hồi xưa nó là như vậy. Nên là tôi hiểu, tôi nói rằng là chứ tôi hiểu chuyện đó. Trong vấn đề mà gọi là hưởng thụ đó đó, của người đàn ông và người phụ nữ chỉ nằm trong khuôn khổ của hôn nhân, bí tích hôn nhân mà thôi. Và ngoài bí tích hôn nhân ra thì đó là tội lỗi. Tôi hiểu chuyện đó. Tôi có thưa lại với linh mục Bartholomew Phạm Minh Vận. Linh mục bây giờ lớn tuổi lắm rồi, 90 mấy tuổi rồi. 90 gần trăm tuổi tới nơi rồi còn gì nữa ha. Tôi có thưa lại chuyện đàng hoàng như thế. Nhưng mà khi ấy là một sinh viên học về luân lý, về triết, về thần thì gì đó, tôi bị mắng rất là nặng bởi nhà dòng của tôi. Thế bây giờ đó là chính giáo hoàng, một vị giáo hoàng xuất thân từ cái dòng mà ông linh mục ông giảng cho tôi á, là dòng tên đó, dòng Jesuit đó, thì giáo hoàng lại nói rằng là sự khoái cảm gì đó ở trong tình dục á, là một ân huệ của Thượng Đế. Nhưng giáo hoàng thì lại nói rõ hơn, ân huệ của Thượng Đế này chỉ được chính đáng bởi trong bí tích hôn nhân mà thôi. Tức là trong bí tích hôn nhân mà thôi. Thế thì giáo hoàng nói như thế thì quyển sách mà do Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã viết trước đây á, nói rằng là khoái cảm của tình dục nói chung thôi, không có nói rõ đó là một ân huệ của Thượng Đế thì sao? Nghĩa là đó, khoái cảm giữa người nam với người nam, giữa người nữ với người nữ, những cái gì đó ngoài hôn nhân thì có phải là ân phúc của Thượng Đế hay đó là tội lỗi? Phải nói rõ ra. Thưa quý khán giả, Hồng Y Victor Manuel Fernandez có trả lời liền. Lúc ấy tôi là một linh mục trẻ, tôi suy nghĩ khác, tôi viết như thế. Chứ bây giờ nếu tôi viết thì tôi không có viết quyển sách giống như vậy.
Tôi sẽ nói rõ giống như là giáo hoàng đã nói, đó là khoái cảm của tình dục chỉ nằm ở trong hôn nhân thì mới là sự chúc phúc của Thượng Đế. Thế là Hồng Y Fernandez bây giờ đó là chỉnh lại tư duy của mình. Tư duy này á, nếu mà không có định nghĩa rõ ràng, chỉ nói rằng là khoái cảm trong tình dục là hồng phúc của Thượng Đế thì rất là nguy hiểm. Mà ngay cả việc mà một số linh mục, giám mục, bảo thủ theo như cái dòng bảo thủ của tôi, họ cũng không chấp nhận được chuyện đó nó cơ. Họ chỉ chấp nhận việc mà có tình dục chỉ để là sinh con đẻ cái thì mới được thôi. Ngoài đó ra thì không chịu. Kinh khủng thế đó. Nên nhân cơ hội này thì cũng xin thưa với linh mục Bartholomew Phạm Minh Vận, hồi xưa khi nghe một linh mục dòng tên nói thì thưa linh mục cho rằng là đó là những tư tưởng tội lỗi lạc đạo. Nhưng nay chính Đức Giáo Hoàng và vị Hồng Y đứng đầu của bộ luân lý và tín lý của giáo hội đã nói rõ và phải điều chỉnh lại, thì cũng xin thưa lại với linh mục Bartholomew Phạm Minh Vận, đó là thông tin mới. Thời đại này có nhiều điều rất là lạ. Thánh thư của Thánh Phaolô nói rất rõ: ngày tận thế không khéo đức tin không còn, vì người ta không còn theo khuynh hướng tự nhiên, nghĩa là vợ chồng phải là người nam và người nữ. Nhưng bây giờ chính giáo hoàng này, chính vì đứng đầu của bộ tín lý và luân lý của giáo hội là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez tuyên bố là chúc lành cho đồng tính đó, chúc lành, blessed. Nhưng mà không có nghĩa là hôn nhân, vậy thì có nghĩa là như thế nào? Con mong rằng linh mục Bartholomew Phạm Minh Vận suy nghĩ xem thử trả lời sao cho thế hệ con cháu với cái gì đó mà chính Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất tuyên bố là mở cửa y như là công đồng Vatican II để có một cơn gió mới vào trong giáo hội, thổi lại nguồn sinh khí cho giáo hội. Thì đây có phải là một nguồn sinh khí cho giáo hội hay đây là điềm của ngày sau cùng? Thưa linh mục Bartholomew Phạm Minh Vận, xin ngài trả lời dùm. Vì cách đây mấy chục năm, linh mục đã rất là không hài lòng với một học trò. Vì đi ra ngoài học thì có những tư duy nghe từ dòng tên, về thư lại thì có chuyện. Và chính dòng tên bây giờ có một vị giáo hoàng lại có những tư duy như thế. Và có những người đứng đầu của bộ tín lý và luân lý là Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez đã tuyên bố như vậy thì sao? Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.